Top 2, lợn đất châu Phi. Lại là anh bạn đến từ châu Phi, nhưng loài này thì nó lạc quan hơn, với có xài kem trộn nên da trắng hẳn. Chúng là loài săn đêm, chuyên đào đất để tìm những côn trùng nhỏ để ăn. Loài này là sự tổng hợp của mũi lợn, tai thỏ, thân kangaroo, đuôi